biệt danh, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/official-store. Xin chào tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục với văn bản Tràng Giang của tác giả Huy Cận. Trước tiên, cô có một câu hỏi nho nhỏ muốn hỏi các bạn, đó chính là: khi đứng trước cảnh trời đất mênh mang trong buổi chiều tà, con người chúng ta thường có tâm trạng gì? Vậy thì trước một cái câu hỏi như thế này thì chúng ta chú ý cho cô đến yếu tố đầu tiên, đó chính là cảnh trời đất mênh mang, và yếu tố thứ hai đó chính là buổi chiều tà, đúng không nào? Vậy thì khi mà con người chúng ta đứng trước cái cảnh trời đất rộng lớn bao la, đúng không, thì thường con người thường trở nên nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng, đặc biệt trong cái buổi chiều tà, là một cái khoảng thời gian mà gần tối trước khi bóng hoàng hôn đổ xuống, nó mang cái trạng thái tĩnh và hay gợi nên cái nỗi buồn. Và chúng ta thấy rằng là đây là cái khoảng thời gian mà rảnh rỗi nhất trong ngày, đúng không? Là thời điểm của gặp gỡ, của đoàn tụ, của cái sự trở về. Đấy, con chim giáo sát bay về tổ, thủy triều cũng vội vã về với biển, con người cũng trở về với mái ấm, chỗ dựa của lòng mình là tình yêu, là tình cảm gia đình. Vậy nên vào những cái thời điểm này, con người chúng ta thường nhớ về quê hương, đúng không? Đặc biệt là những người con xa xứ, những người phụ nữ lấy chồng xa, đúng không? Các chàng trai cô gái cô đơn xa cách người thương, xa cách quê hương. Vì thế, thường thường trong họ dâng lên một cái nỗi buồn, một cái nỗi nhớ về quê hương, về đất nước, đúng không nào? Và trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu xem bài thơ Tràng Giang của tác giả Huy Cận mang những tâm trạng gì, những cảm xúc gì nhé. Trước hết là chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu chung với ba câu hỏi sau. Theo em, trong phần giới thiệu về tác giả và xuất xứ của văn bản, điều gì đáng lưu ý nhất? Câu hỏi số 2, bài thơ có thể chia làm mấy phần? Câu hỏi số 3, nêu nội dung từng phần và khái quát nội dung chính của toàn bài thơ. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng câu hỏi một. Với câu đầu tiên về tác giả Huy Cận, thì các bạn nhớ cho cô những cái ý chính sau. Huy Cận, tên khai sinh là Cù Huy Cận, sinh năm 1919 và mất năm 2005. Quê của ông ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, nay là xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo. Huy Cận là một trong những thi sĩ xuất sắc của phong trào thơ mới. Và nói về cái sự nghiệp học hành của ông ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Ông đã đỗ tú tài ở Huế năm 1939 và học ở trường cao đẳng Lâm Nông Hà Nội. Nhưng Huy Cận lại đi theo nghề viết văn. Và sau cách mạng tháng 8 thì Huy Cận giữ nhiều trọng trách quan trọng. Huy Cận là một trong những nhà thơ xuất sắc trong phong trào thơ mới. Và ông đã để lại 20 tập thơ và được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau. Ví dụ như trước cách mạng chúng ta có tập Lửa Thiêng năm 1940, gồm những bài đã đăng báo khoảng những năm 1936-1940, và trong đó có bài thơ Tràng Giang, và nó đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của phong trào thơ mới. Ngoài ra chúng ta còn có Kinh Cầu Tự năm 1942. Sau cách mạng chúng ta có Trời Mỗi Ngày Một Sáng năm 1958, và trong tập thơ này chúng ta có bài thơ nào đấy? Đoàn Thuyền Đánh Cá, đúng không nào? Đất Nở Hoa năm 1960, bài thơ Cuộc Đời năm 1963, Hai Bàn Tay Em năm 1967. Trước khi đi tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời cũng như xuất xứ của bài thơ Tràng Giang, thì cô sẽ nói qua một chút về đặc điểm hồn thơ của Huy Cận. Thứ nhất, hồn thơ Huy Cận nó là cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ điển và hiện đại, giữa thơ tượng trưng Pháp và thơ đường cùng với thơ Tống. Ngoài ra, thơ Huy Cận còn mang một mối sầu lớn, mối sầu nhân thế, vũ trụ, nó kết hợp với nỗi cô đơn của cá nhân, với nỗi buồn của cuộc đời, và từ đó trở thành hồn thơ ảo não bậc nhất trước cách mạng tháng 8. Về hoàn cảnh ra đời cũng như xuất xứ của bài thơ Tràng Giang,
thì chúng ta thấy rằng bài thơ Tràng Giang viết vào mùa thu năm 1939 được in trong tập thơ Lửa Thiêng là tập thơ xuất sắc nhất của Huy Cận. Khi Huy Cận đang ở tuổi thanh niên, sinh viên trường cao đẳng Canh Nông Hà Nội, vào thứ bảy chủ nhật thì ông thường có thói quen đạp xe lên vùng, chèm vẽ bờ nam con sông Hồng để ngắm cảnh sông nước mênh mang. Nhiều lần như vậy, những lần như vậy thì ông cảm thấy rất là nhớ nhà, nhớ quê và nghĩ đến nỗi sầu nhân thế. Từ cái đời sống hiện thực, ông đã dựng lên cái đời sống tâm trạng vào một buổi chiều thu năm 1939 với bài thơ Tràng Giang. Bố cục của bài thơ thì sao? Bài thơ sẽ được chia ra làm bốn khổ. Khổ đầu tiên đó chính là tâm sự u buồn trước cảnh sông nước. Khổ số 2 là tâm sự u buồn trước cảnh thiên nhiên. Khổ số 3 là khát khao sự đồng điệu. Và khổ số 4 là tâm sự nhớ nước thầm kín. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc hiểu văn bản. Các bạn sẽ tìm hiểu cho cô các khía cạnh sau của bài thơ. Đó chính là nhan đề, lời đề từ, vần và nhịp và hình ảnh, biểu tượng. Trước hết về nhan đề và lời đề từ thì cô có cho các bạn 3 câu hỏi sau, hoặc các bạn có thể nhìn vào cái phiếu học tập ở trên màn hình nhé. Đầu tiên, nghĩa từ vựng của Tràng Giang là gì? Có thể thay thế nhan đề đã có của bài thơ bằng một từ hoặc cụm từ thuần Việt mang nghĩa tương đương được không? Vì sao? Thứ hai, em hiểu như thế nào về nội dung lời đề từ vốn là một câu thơ của chính Huy Cận trong bài Nhớ Hầu in ở tập Lửa Thiêng? Câu hỏi số 3, có điểm gì chung về nội dung và hình thức giữa nhan đề và lời đề từ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết lần lượt từng câu hỏi một. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng Tràng Giang là một nhan đề Hán Việt. Trong đó, Tràng là cách đọc lệch đi của từ trường, có nghĩa là dài. Giang là sông, vậy thì Tràng Giang ở đây có nghĩa là sông dài. Thứ hai, với cách dùng từ như vậy, thì thi nhân vừa tránh cho người đọc sự lầm tưởng là sông Trường Giang vạn dặm ở Trung Quốc, vừa tạo nên được một không khí cổ kính ngay ở nhan đề của tác phẩm. Vì vậy mà khó có từ thuần Việt nào có thể thay thế được cho từ Tràng Giang này, đúng không? Bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào nghĩa của nó. Thứ hai là chúng ta thấy được cái âm hưởng, cái sự trang trọng mà cái từ ngữ này nó biểu thị, đúng không nào? Tiếp đến, trong hai tiếng Tràng Giang còn có sự tiếp nối của vần an. Vần an này là một vần mở, nó tạo dư âm vang xa gợi về một cái không gian sông nước rất là bao la, rộng lớn và mênh mông. Đồng thời, nó còn gợi lên được cái âm hưởng trầm buồn của cả bài thơ. Về lời đề từ thì sao? Chúng ta có lời đề từ là gì đấy? Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Lời đề từ này xuất hiện trong bài thơ, nó bao trùm cả nội dung và cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Lời đề từ này sẽ có hai cách hiểu. Nếu hiểu chủ thể của lời đề từ là con người, thì ta hiểu con người bâng khuâng trước cảnh trời rộng sông dài. Còn nếu hiểu chủ thể là tạo vật, thì chúng ta có thể hiểu rằng là gì? Trời rộng, sông dài. Trời rộng bâng khuâng nhớ sông dài. Và ngược lại. Như vậy chúng ta thấy rằng là dù chủ thể là con người hay là tạo vật đi chăng nữa thì lời đề từ đều mang một cái ý nghĩa chung, đều thể hiện cái tâm trạng bâng khuâng, nhớ tiếc trước không gian rộng lớn mênh mông vô cùng vô tận. Đúng không nào? Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu về vần và nhịp trong bài thơ với hai cái phiếu học tập mà cô đang chiếu trên màn hình. Thứ nhất là các bạn sẽ chỉ ra vần nhịp trong từng khổ thơ và từ đó các bạn nêu lên cảm xúc của tác giả, của nhân vật, chữ tình trong mỗi bài thơ này là gì. Thứ nhất, chúng ta có khổ thơ đầu tiên, khổ thơ số 1. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngả.
Củi một cành khô lạc mấy dặm. Vậy thì trong cái khổ thơ đầu tiên này, chúng ta thấy rằng đứng trước cảnh tràng giang mênh mông rộng lớn, nhà thơ đã quan sát những con sóng và nhận ra rằng là cả tràng giang chỉ có những con sóng gợn, những con sóng rất nhẹ, rất êm, rất dịu và rất khẽ, đúng không? Vần ở đây được thể hiện như thế nào? Câu thơ số 2 và câu thơ số 4 bắt vần với nhau thông qua vần ong, đúng không? Song và dòng. Nhịp ở đây chúng ta thấy được đọc theo nhịp 2, 2, 3 hoặc là nhịp 4, 3 như sau. Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dặm. Như vậy, với hai câu thơ đầu tiên được ngắt nhịp 223, còn hai câu thơ tiếp được ngắt nhịp 43. Đúng không nào? Vậy thì hai câu thơ đầu ngắt nhịp 223 nó thể hiện cái điều gì? Nó thể hiện cái tâm trạng chậm rãi, trầm buồn man mác khi nhìn cảnh sóng nước, con thuyền xuôi mái trên dòng sông. Đúng không? Chúng ta thấy rằng là gì? Cái cụm từ buồn điệp điệp nó đã cho chúng ta thấy được cái nỗi buồn chồng chất trong tâm hồn của nhà thơ. Và Huy Cận đã ngầm so sánh nỗi buồn trong lòng mình với sóng nước của Tràng Giang. Tràng Giang có bao nhiêu con sóng là bấy nhiêu nỗi buồn chất chứa trong lòng nhà thơ. Nỗi buồn, nỗi trống trải của nhà thơ như trải dài mênh mông vô tận với sóng nước. Trước khi đến với khổ thơ số 2, thì chúng ta sẽ chú ý cho cô vào hai câu thơ cuối trong khổ thơ số 1. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dặm. Vậy thì hình ảnh con thuyền xuất hiện ở giữa không gian sông nước Tràng Giang vừa tương đồng vừa tương phản với dòng sông, đúng không? Con thuyền góp phần tạo cho cảnh sông nước một nỗi buồn mênh mang, nhưng nó cũng tương phản với dòng sông bởi con thuyền này nó quá nhỏ bé, mà Tràng Giang thì lại quá dài, quá rộng. Con thuyền như đang lạc trôi, cô đơn lẻ bóng trên dòng sông ấy, một con thuyền gác mái, một con thuyền không có người lái, nó buông xuôi phó mặc cho dòng nước xô đẩy. Vì thế mà cảnh vật càng trở nên buồn mênh mang khi nước và thuyền hững hờ chia ly, thuyền về nước lại. Vốn dĩ chúng ta thấy rằng trong tự nhiên, nước và thuyền vốn là những sự vật gắn kết với nhau, nước đẩy thuyền trôi, đúng không? Thế nhưng cảnh vật trên Tràng Giang lại chia lìa tan tác rời xa, khiến cho nỗi buồn đang chất chứa trong lòng nhà thơ trở thành nỗi sầu trăm ngả. Bao ngã rẽ của sóng nước trên Tràng Giang là bấy nhiêu nỗi sầu. Tiếp tục với khổ thơ số 2. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều, nắng xuống trở lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Vậy thì trong khổ thơ số 2 này chúng ta thấy rằng là câu thơ số 2 và câu thơ số 4 lại bắt vần với nhau, đúng không? Ở phần chân đó chính là thông qua vần yêu và nhịp ở đây vẫn là 223 và nhịp 43. 3 trên 4 câu thơ của khổ thơ số 2 ngắt nhịp 223 nó tạo cảm giác câu thơ ngắt quãng, nhịp gãy đôi, mỗi nhịp dừng nghỉ tựa như một tiếng thở dài của nhà thơ, đúng không nào? Tiếp tục khổ thơ số 3. Bèo dạt về đâu hàng núi hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Với khổ thơ số 3, chúng ta thấy câu 1, câu 2 và câu 3 bắt vần với nhau thông qua vần an, đúng không? Nhịp câu 2, câu 3 có thể ngắt nhịp 2, 5, câu 2, câu 3. Mênh mông không một chuyến đò ngang, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Vậy thì cái cách ngắt nhịp 2, 5 trong câu thơ số 2 và câu thơ số 3 nó nhấn mạnh vào cái trạng thái mênh mông, không cầu, không gian rộng mà lại không có một phương tiện để kết nối. Điều này nó thể hiện rõ cái sự cô đơn, sự lạc lõng đến mức bất lực, bế tắc trong cảm xúc của nhân vật trữ tình trước một cái không gian rộng lớn. Và trong khổ thơ cuối cùng,
lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Vần câu 2, câu 4 thì bắt với nhau qua vần A, đúng không? Bóng chiều xa và cũng nhớ nhà, xa và nhà. Nhịp thì là nhịp 4-3 rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái bài thơ này nó mang dáng dấp của một bài thơ tứ tuyển đường luật, đúng không? Thể hiện được cảm xúc buồn, cô đơn nhớ thương quê hương của nhân vật trữ tình. Vậy thì trong bài thơ này có những cái hình ảnh thơ nào đặc biệt, có những cái hình tượng nào, thì chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần tiếp theo. Thứ nhất là chúng ta sẽ ghi lại những câu thơ, ý thơ, chỉ không gian trong bài thơ và nhận xét về không gian được biểu hiện trong bài thơ. Câu hỏi số 2, em hiểu ý nghĩa của các hình ảnh sau như thế nào? Con thuyền xuôi mái, củi một cành khô lạc mấy dặm, bèo dạt về đâu hàng núi hàng, chim nghiêng cánh nhỏ. Theo em, những hình ảnh này có mối quan hệ như thế nào với không gian được nhắc đến trong câu hỏi số 1? Qua mối quan hệ đó em có suy nghĩ gì? Trước hết với câu hỏi đầu tiên về không gian. Không gian trong bài thơ này được mở ra ở tầm thấp lẫn tầm cao, đúng không? Trên là trời rộng thênh thang, dưới là dòng dài miệt mài chạy trôi kéo mãi đến tận chân trời. Khi đã hình dung ra cái tuyệt đích của không gian ở bề rộng dài, thì Huy Cận đã đẩy không gian bằng chiều kích thứ 3 và thứ 4, chiều cao và chiều sâu. Một không gian 4 chiều được xác lập cũng là khi sự vô biên và tính chất vũ trụ của tràng ra. Không gian đến đây được mở rộng lan tỏa trong biết bao chiều khác nhau, nắng xuống trời lên sông dài trời rộng. Và chúng ta có các cặp từ đối lập được vận dụng triệt để như là gì? Xuống, lên, dài, rộng và sâu, chót vót. Vậy thì chúng ta thấy những cái không gian này, những cái từ ngữ này nó thể hiện cái điều gì đấy? Trời rộng, sông dài này, sâu chót vót này. Tại sao ở đây tác giả lại sử dụng sâu chót vót mà không sử dụng là cao chót vót, đúng không? Bởi vì đó chính là cái cách cảm nhận bầu trời thông qua mặt nước tràng giang. Từng vạt nắng rót xuống lòng sông khiến nhà thơ cảm nhận bầu trời trở nên sâu chót vót. Đây không chỉ là khoảng cách về địa lý mà nó còn diễn tả chiều sâu thăm thẳm trong tâm hồn của nhà thơ, chiều sâu của sự cô đơn và rợn ngợp đến vô cùng vô tận. Cảnh vật bên bờ sông Tràng Giang mở ra rất nhiều chiều, dài của dòng sông, cao của bầu trời, sâu của vạt nắng, để rồi nó trở lên vô cùng vô tận, vô thủy vô chung. Và trước mắt thi nhân chỉ còn cạnh trời rộng sông dài bến cô liêu. Cái dài cái rộng của không gian cứ nối tiếp nhau đến vô cùng vô tận. Để rồi như thế nào đây? Bến bờ càng trở nên hoang vắng. Miêu tả cảnh vật nhưng thực chất là để miêu tả tâm trạng của nhà thơ, một cái tâm trạng cô đơn trống trải đến khôn cùng khôn tận. Và ở đây tác giả đã sử dụng cái nghệ thuật liệt kê cùng cái cách sử dụng chủ yếu, đó chính là thanh bằng sông dài trời rộng bến cô liêu, khiến cho câu thơ dường như trầm xuống, diễn tả cái nỗi lòng tê tái của nhà thơ trước không gian trời nước mênh mông, đúng không? Và ngoài ra chúng ta còn thấy được những cái hình ảnh gì nữa? Còn thấy được cái sự xuất hiện của những cái hình ảnh nhỏ bé cô đơn chơi vơi giữa cái dòng nước mênh mang, giữa đất trời tĩnh lặng. Đó là có cái gì đấy? Con thuyền xuôi mái nước song song, đúng không? Như vừa nãy cô đã phân tích cái hình ảnh con thuyền rồi đấy. Hình ảnh con thuyền nó xuất hiện giữa dòng sông Tràng Giang, nó tương phản với dòng sông, đúng không? Dòng sông Tràng Giang vừa rộng vừa dài nhưng con thuyền thì lại quá nhỏ bé. Con vì thế mà nó trở nên là gì? Cô đơn lạc lõng lạc trôi trên cái dòng sông đó. Một con thuyền gác mái, một con thuyền không có người lái, nó buông xuôi phó mặc cho dòng nước xô đẩy. Vì thế mà cảnh vật càng trở nên buồn mang mác khi nước và thuyền hững hờ chia ly, đúng không? Thuyền về nước lạ,
chúng ta thấy rằng là gì, trong tự nhiên thuyền và nước là hai cái sự vật khó có thể chia lìa, nó gắn kết với nhau, nước đẩy thuyền trôi, thế nhưng cảnh vật trên tràng giang lại trở nên chia lìa tan tác rời xa nhau, vì thế nó khiến cho nỗi buồn trở nên chất chứa và trở thành nỗi sầu trăm ngàn. Tiếp đến là cái hình ảnh củi một cành khô lạc mấy dặm. Đây là một cái hình ảnh rất lạ, chưa từng xuất hiện trong thơ, mà theo các nhà phê bình, đây là một hình ảnh thơ sống xít, xuất hiện trong bài thơ có sức gợi rất lớn. Một sự vật vô tri vô giác gầy guộc héo úa đã khô cạn sự sống, nhưng mà gì, nhưng mà vẫn còn linh đinh phiêu bạt giữa dòng sông rộng lớn. Hình ảnh ấy gợi lên những kiếp người vô định với cuộc sống linh đinh trôi dạt lạc loài nhỏ bé bơ vơ. Phải chăng đó chính là sự lạc loài của cả một thế hệ con người? Đó là những kiếp người nô lệ trong xã hội cũ, và trong đó có nhà thơ, đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng đằng sau cái bức tranh sông nước rộng lớn ấy, đó chính là nỗi lòng của nhà thơ ở độ tuổi 20 mà Huy Cận đã cảm thấy sầu và buồn. Phải chăng đó là nỗi sầu của một người dân mất nước sống trong cảnh lầm than vì chế độ kiểm duyệt sách báo rất khắt khe của thực dân Pháp, cho nên tất cả các nhà thơ đều mượn cảnh để tả tình, bày tỏ gián tiếp tâm trạng của mình, giống như trong bài thề non nước của Tạng Đà: nước non nặng một lời thề, nước đi mãi mãi không về cùng non, nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chưa lại non còn nhớ không. Tiếp tục chúng ta có hình ảnh hình ảnh gì đấy? Hình ảnh những cái cánh bèo lênh đênh trôi dạt, đúng không? Đây là những cái hình ảnh mang giá trị hiện thực rất là lớn và vừa đồng thời mang cái ý nghĩa truyền thống. Nó gợi lên cái kiếp sống của con người như thế nào đây? Lênh đênh nhỏ bé mong manh trôi dạt, không biết đi đâu về đâu. Những cánh bèo trên dòng sông Trường Giang không chỉ là một mà là hàng núi hàng, tức là vô số những cái kiếp người sống trôi nổi vô định. Đó là cả một thế hệ sống lạc loài vô nghĩa. Phải chăng đó là những kiếp người nô lệ trong xã hội cũ? Câu thơ thốt lên như một câu hỏi tu tủ, thể hiện sự băn khoăn trăn trở và lo lắng của nhà thơ. Bèo dạt về đâu, biết dạt về đâu giữa dòng đời mênh mông vô tận, đúng không? Và cái nhìn cái cảnh bèo dạt thì nhà thơ lại càng khao khát tình người tình đời, nhưng quan sát mãi vẫn chỉ là một không gian vô cùng vô tận mênh mông. Bằng nghệ thuật phủ định không cầu không đỏ, tác giả đã khẳng định một cách chắc chắn không hề có sự xuất hiện của con người, vì cầu và đò là phương tiện gắn kết giữa đôi bờ, là mối giao cảm giữa người với người. Nếu có cầu có đò thì không gian có vô tận đến đâu đi chăng nữa thì sự sống của con người vẫn sẽ trở nên thân mật và gần gũi, đúng không? Nhưng ở đây lại không có cầu cũng không có đò, vì thế mà không gian lại càng trở nên vô cùng vô tận. Thế giới bên bờ Trường Giang là những vùng riêng tư khép kín bí mật, cảnh vật không có ý thức tìm đến nhau và con người cũng hờ hững vô tình. Tiếp đến chúng ta thấy hình ảnh thuyền xuôi mái, đúng không? Thuyền xuôi mái này thì vừa nãy cũng đã nói rồi, tức là một con thuyền không có người chèo lái, đúng không nào? Một con thuyền không người lái, không người đưa, không người dẫn. Đó, chỉ có riêng một cái tôi lặng lặng cùng sông nước, với một cái tôi khát khao tình đời tình người, cố nương theo cái ngọn gió điều hưu để đi tìm hơi thở của cuộc sống, nhưng càng tìm lại càng thất vọng ê chề. Không gian cổ nhỏ lơ thơ giữa sóng nước là sự thu nhỏ của Tràng Giang, sự biển đời. Và trong câu thơ Củi một cành khô lạc mấy dặm thì cái cách đảo ngữ danh từ trung tâm củi trong cụm danh từ gốc là gì, một cành củi khô lên đầu, nó tô đậm cái sự nhỏ bé không còn sức sống héo úa, kéo người đọc liên tưởng hướng tới cái ý niệm thân phận của con người nói chung mà cô đã nói trong phần vừa rồi, đúng không nào? Hay là hình ảnh bèo dạt về đâu hàng với hàng cũng thế. Bèo là cái sự vật, là cái thực vật rất là mong manh yếu ớt, đúng không? Nó khác chi củi mà hàng núi hàng dập rồi giữa sóng nước, không phải là một mà là nhiều cái cánh bèo cùng chung cái cảnh ngộ đó,
đúng không? Vô định, một cái kiếp vô định trôi dạt. Chim nghiêng cánh nhỏ, bóng chiều xa. Vậy thì cái hình ảnh chim nghiêng bóng nhỏ, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa này mang nghĩa gì? Chúng ta thấy rằng là giữa không gian rộng lớn nó xuất hiện một hình ảnh cánh chim chiều, nó tương phản và đối lập với bầu trời và mặt nước, nó trở nên nhỏ bé đơn côi mà gợi nhiều cảm xúc cho người đọc, đúng không? Một cánh chim trời nặng bóng chiều, khung trời hùng vĩ, cánh chim cảng nhỏ nhoi. Thủ pháp đối lập ở đây một lần nữa được Huy Cận sử dụng rất hiệu quả. Và khung cảnh này gợi ta nhớ đến câu thơ quen thuộc là gì? Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, hay chim hôm thoi thóp về rừng. Và chúng ta thấy rằng là gì? Huy Cận dùng cái hình ảnh cánh chim chiều để chỉ bước đi của thời gian, đúng không? Nhưng cái độc đáo của Huy Cận ở đây đó chính là gì? Là vẽ ra trước mắt người đọc một cánh chim nhỏ lạc lõng cô đơn đang nghiêng lịch cái đôi cánh của mình để chút bớt cái gánh nặng của trời chiều. Câu thơ gợi lên cảm giác nặng nề của không gian và thời gian, nó đang đè nặng lên đôi cánh nhỏ bé của chú chim. Và hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ Tràng Giang, chúng ta thấy rằng là gì? Có những con sóng đang rợn rợn trong tâm hồn nhà thơ, rợn rợn chứ không phải là rờn rợn. Nếu rờn rợn là cảm giác khiếp sợ thì rờn rợn nó là những cái đợt sóng đang dâng đẩy dâng cao trong tâm hồn Huy Cận như những sóng nước tràn ra. Có bao nhiêu con sóng là có bấy nhiêu nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Và bằng nghệ thuật so sánh ngầm thì thiên nhiên đã thấy những con sóng của lòng mình cũng triền miên vô hồi vô hạn, không bao giờ dứt như sóng của Tràng Giang. Vì thế mà nỗi nhớ nhà, nhớ quê lại càng trải dài mênh mông vô cùng vô tận. Và chúng ta thấy rằng là gì? Hai câu thơ của Huy Cận đã được tiếp cận được tứ thơ của Thối Hiệu, đúng không? Chúng ta đã học bài Hoàng Hạc Lâu rồi. Và trong bài Hoàng Hạc Lâu cô cũng đã nói, đấy, đó chính là hai câu thơ gì đấy? Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng trọ buồn lòng ai. Huy Cận thì không cần nhìn thấy khói sóng mà vẫn nhớ nhà, vì nỗi buồn của Huy Cận dường như là lớn hơn, nặng hơn nỗi buồn của Thối Hiệu. Một nỗi buồn thường trực trong các nhà thơ mới, trong cái hoàn cảnh mất nước nhà tan lúc bấy giờ. Vậy thì với những sự vật hữu hình tồn tại xuyên suốt dọc dọc chiều dài bài thơ, luôn hiện ra trong cái sự nhỏ bé yếu ớt mỏng manh linh đinh giữa sóng nước, bị bỏ rơi, bị quên lãng, tất cả đều gợi một cái nỗi buồn cá nhân, nỗi buồn của cái tôi trữ tình đồng vọng với nỗi buồn nên thế, đúng không nào? Vậy thì từ những nội dung phân tích và những nội dung mà các bạn được lắng nghe vừa rồi, chúng ta hãy xác định cho cô chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ. Về chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ thì chúng ta thấy rất rõ, Tràng Giang nó là biểu hiện rõ nét nhất của nỗi buồn mang tính vũ trụ ám ảnh bởi không gian của thơ Huy Cận. Huy Cận đã bộc lộ nỗi sầu của một cái tôi cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, tình đời và lòng yêu nước thầm kín mà tha thiết. Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần tổng kết về mặt nội dung. Tràng Giang là một bài thơ mới mang vẻ đẹp cổ điển. Qua tác phẩm, Huy Cận đã bộc lộ nỗi buồn của cái tôi cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khao khát hòa nhập với cuộc đời và tình cảm tha thiết đối với quê hương đất nước mà thầm kín sâu lặng. Về mặt nghệ thuật thì chúng ta thấy bài thơ mang âm hưởng của Đường Thi, vừa toát lên vẻ hiện đại, vừa toát lên vẻ cổ điển, là một bài thơ tiêu biểu cho phong trào thơ mới. Trong bài thơ này, tác giả Huy Cận đã sử dụng rất nhiều những thủ pháp so sánh, ẩn dụ, liệt kê, đảo ngữ để tô đậm cái sự nhỏ bé của kiếp nhân sinh trước một cái thế giới thiên nhiên rộng lớn và bao la, đúng không nào? Và bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.